Kính chào quý vị và các bạn, các bạn đang nghe podcast điểm tin nổi bật sáng 23 tháng 8 trên báo Thanh Hóa điện tử. Tôi là biên tập viên Lan Phương, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin sáng nay với những thông tin đáng chú ý sau. Đoàn kiểm tra ban nội chính Trung ương làm việc tại tỉnh Thanh Hóa. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị chạy đua tiến độ để 4 dự án cao tốc Bắc Nam hoàn thành trong năm 2023. Việt Nam ứng cử vị trí giám đốc văn phòng Tây Thái Bình Dương của WHO. Chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt hơn 640.000 người đã có tài khoản. Việt Nam chi gần 5 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu hơn 6 triệu tấn xăng dầu. Tạm dừng hoạt động của nhóm bông hồng đen, thu giữ hơn 1 tấn run đất khô không rõ nguồn gốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 22 tháng 8, đoàn kiểm tra ban nội chính trung ương đã có buổi làm việc tại tỉnh Thanh Hóa về triển khai thực hiện nghị quyết số 27 của ban chấp hành trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và nhiều nội dung quan trọng khác. Thay mặt đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đã quán triệt mục đích, ý nghĩa và nội dung kiểm tra gồm: Đoàn công tác sẽ kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Đoàn cũng sẽ kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại với dân, việc bảo vệ người phát hiện tố giác đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực, việc tổ chức và hoạt động của luật sư. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã thông báo về quyết định thành lập đoàn kiểm tra trên tinh thần đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, khách quan, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ, thực hiện đúng quy định của Đảng và của ban nội chính Trung ương về kiểm tra, giám sát. Với việc tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, Tổ chức Thi công 3K4Kip, Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu sẽ hoàn thành thêm 4 dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 với tổng chiều dài 123km, tăng tổng số đường cao tốc lên 1.852km đánh giá cao nỗ lực của các ban quản lý dự án nhà thầu thường xuyên trực tiếp kiểm tra hiện trường 4 dự án cao tốc trên. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị quản lý dự án phải xây dựng kế hoạch thi công theo từng ngày để không bị chậm tiến độ. Giữa các nhà thầu cần tập trung làm tốt từng hạng mục, cần thiết thì bổ sung thêm nhân công, thiết bị. Trong dự án này, cũng như các dự án cao tốc đang triển khai, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất một nguyên tắc tất cả phải cùng bắt tay vào làm khẳng định với công trình đặc biệt như cao tốc khi thông xe là phải tuyệt đối đảm bảo an toàn phía bộ giao thông vận tải nhấn mạnh các hạng mục dù nhỏ nhất như hộ lan biển báo cũng phải hoàn thiện song hành khi thông tuyến chính Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa thông báo danh sách 5 ứng cử viên cho vị trí Giám đốc Văn phòng Khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO nhiệm ký 2024-2029. Trong đó có Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Thị Giáng Hương đến từ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có ứng cử viên vào vị trí quan trọng này của WHO. Theo quy định của WHO, các ứng cử viên sẽ trải qua cuộc tham vấn với các quốc gia thành viên và sau đó là bỏ phiếu kín trong khuôn khổ kỳ họp thứ 74 của Ủy ban khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 10 tại Manila, Philippines. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Giáng Hương là chuyên gia về y tế công cộng và sức khỏe toàn cầu với bề dày hơn 32 năm công tác, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong ngành y tế và đã có những đóng góp quan trọng và hiệu quả vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần thúc đẩy công tác hội nhập quốc tế của ngành y tế, nâng cao vai trò và vị thế của ngành y tế Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Thực hiện chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, từ tháng 12 năm 2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn các tỉnh thành phố trên cả nước thực hiện đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 19 tháng 7, tổng số đối tượng đã có tài khoản là hơn 640.000 người, số đối tượng đã nhận trợ cấp qua tài khoản là hơn 140.000 người, với tổng kinh phí chi trả hơn 231 tỷ đồng từ đầu năm đến nay. Tại nghị quyết số 124 trong phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023, Chính phủ cũng giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo chi trả qua tài khoản cho 100% đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đã có tài khoản, đã đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mobile money từ ngân hàng nhà nước, đảm bảo chính xác, nhanh chóng, kịp thời, hoàn thành trong tháng 9 năm 2023. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đã nhập khẩu 6,13 triệu tấn xăng dầu các loại với trị giá là 4,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,7% về lượng nhưng giảm 14,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Việt Nam tăng mạnh nhập khẩu xăng dầu để đảm bảo nguồn cung thị trường trong nước trong bối cảnh nhà máy lọc dầu Nghi Sơn tạm dừng bảo dưỡng đầu tháng 7. Lọc dầu Nghi Sơn cũng đã thông báo tạm dừng hoạt động để bảo dưỡng 55 ngày từ ngày 25 tháng 8. Đơn vị này đang đáp ứng khoảng 35-40% nhu cầu xăng dầu trong nước. 7 tháng đầu năm nay, thị trường xăng dầu trong nước khá ổn định dù giá biến động thất thường. Hầu hết cây xăng đều không có tình trạng đóng cửa, găm hàng chờ tăng giá. Thời gian tới, Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời thực hiện hoặc đề xuất lên chính phủ các biện pháp nhằm đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu khi thị trường xảy ra biến động bất thường. Liên quan đến vụ việc nhóm bông hồng đen tự ý lấy máu của nhiều học sinh để xét nghiệm tại Hải Phòng, cục phòng chống HIVS Bộ Y tế vừa có thông cáo báo chí đưa ra thông tin chính thức về hoạt động của tổ chức này. Nhóm bông hồng đen, cầu vồng đen là một nhóm tự lực, thường được gọi là tổ chức dựa vào cộng đồng được hình thành trên cơ sở tự nguyện của các thành viên và tham gia các hoạt động phòng chống hivs triển khai hoạt động của dự án bảo vệ tương lai tăng cường các can thiệp mới dựa vào cộng đồng nhằm kiểm soát lây nhiễm HIV trong nhóm thanh niên sử dụng ma túy tại Việt Nam. Tại phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, nhóm gồm 5 thành viên, một thành viên đã tham gia lớp tập huấn về tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng. Như vậy, nhóm bông hồng đen triển khai cung cấp một số dịch vụ phòng chống HIVS tại cộng đồng là phù hợp với chủ trương đã nêu tại Chiến lược Quốc gia về chấm dứt dịch bệnh S vào năm 2030. Tuy nhiên, để thu thập thông tin xác minh sự việc xảy ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Phòng đã quyết định tạm dừng hoạt động của nhóm bông hồng đen. Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện thu giữ khoảng 1,3 tấn run đất khô không rõ nguồn gốc xuất xứ khi kiểm tra xe tải lưu thông qua địa bàn xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình. Lô hàng này được vận chuyển trên xe ô tô tải mang biển kiểm soát 14H 010XX do lái xe Sần A Trạng, chú tại xã Đại Dực, huyện Tân Yên, tỉnh Quảng Ninh điều khiển. Lái xe không xuất trình được giấy tờ, toàn bộ lô hàng đã bị thu giữ để xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện nay, dung đất khô đang được bán trên thị trường với giá 1 triệu đồng 1 kg. Nhu cầu sử dụng dung đất khô trong đồng y tại thị trường Trung Quốc đang tăng mạnh, nên nhiều người dân tìm mọi cách để thu mua mặt hàng này bán sang Trung Quốc. Và đây cũng là những thông tin cuối cùng của bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe podcast điểm tin nổi bật sáng 23 tháng 8 của Báo Thanh Hóa Điện Tử. Xin kính chào và hẹn gặp lại!